Rồi em xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em làm một cái clip quay chi tiết con Amly 907i ha, cho bác khách xem. Đấy. Đối với mấy con này thật ra ở shop em tuyển chọn cũng kỹ lắm rồi nè. Rồi. Đây nó bóng quá, nó chá cái gạch này, này thấy không, chá cái gạch này. Rồi, nó quay lên đây nó đỡ hơn ha. Đó. Mặt mũi em này thì khá là đẹp long lanh nha anh em nhé. Đó. Thấy không? Đẹp long lanh nha, không chảy xước gì hết anh em. Đó, cạnh trên cũng vậy luôn. Cạnh trên đẹp long lanh luôn. Đó, mấy bạn mũi chúng ta sẽ qua, tại nó không có điểm liền vậy chúng ta sẽ tiếp lên những con này. À, qua mặt này. Rất đẹp. Rồi. Đây, tiếp tục. À, đây là những cái chân rác thì em này còn được cả mấy cái nút. À, anh em nhé, còn nút này thì ở nước ngoài nó sử dụng cái nào nhiều nó sẽ rút nó ra như CD, tuner, light, rời bao này, ba lăng này, còn lại cái nút khi nó còn đầy đủ hết anh em, rút ra thử nha, đó, đầy đủ hết nha, còn dàn khè ha, đó, máy nào không có xước trầy, cái đít cũng không có xước trầy nha, đít rầy bình thường anh em, đây, 400W này, điện 100V ha, cái dòng là máy Japan quen thuộc với anh em rồi. 8747 nha. À, 8747 nha. À, đánh hai cầu AB. Đây là thiết kế truyền thống của Samsung rồi. Đó. Không có gì phải suy nghĩ thêm, nó quá quen với anh em rồi. Đó, em cũng đi lướt như cái nào mà nó quen quá ha. Rồi, rất đẹp nha. Đó, rồi. Ngoại hình ok, đây là cái nắp lưng của nó đây. À, nắp lưng. Cũng khá là đẹp. Nắp lưng quá ok. À, có rầy nhẹ này xíu rồi nè. Đấy. Còn là ok hết nha. Cái này là chuyện không tránh khỏi đây. Con nào đẹp thì mình đẹp con này chút xíu đây thôi à. Còn cái lưng lộng mà đẹp hết nha. Rồi, em tiếp tục quay ok. Đó, anh em thấy nha. Tăng phô xuyến ha. 6 tụ lọc nguồn. 907 trơn thì nó là tụ đen hết. Còn lên Y là nó sao là tụ nâu, mắc tiền hơn tụ đen chút xíu. Còn các cái bo mạch thiết kế này gần nhau. Giống nhau luôn. Sò là mỗi vế là 8 con, hai vế là 16 sò anh em nha. Máy rất đẹp này, ngoài nhóm khách này em xem nè. Đó, đi nước cho anh em xem này. Quá trời là đẹp. Nói chung nãy giờ mới ráo ha, khỏi bụi cho khách quay luôn nè. Cái cạnh này còn quá đẹp. Cạnh này thường hay có lông mèo nhiều lắm. Cái con này còn quá đẹp. Đó nè. Đấy, ha. Và cái mức giá em đang bán cho anh em với mức giá là 16.500.000. 16.500.000 anh em nha, máy đẹp xuất sắc nha. Rồi 16.500.000 anh em nào mà chuyển đủ thì em bao ship luôn nha, ship cọt thì em không bao thôi, chuyển trước 20% giúp em nha. Đấy, có một con thôi. Đó, anh em nào yêu thì phone ngay nha. Dạ, xin cảm ơn anh em ạ. À.